Trong năm 2016, chưa lúc nào dư luận và nhân dân chứng kiến những vụ việc mang biểu hiện của suy thoái biến chất, cửa quyền, kéo bè kéo cánh, chạy chức chạy quyền rõ như vậy. Những căn bệnh vô cùng nguy hại này xuất hiện ở khắp nơi, không chỉ ở những cán bộ cấp dưới mà cả những cán bộ cấp cao, làm xói mòn lòng tin của người dân vào Đảng. Và cũng chưa bao giờ người dân cảm nhận được sự quyết tâm phòng chống tham nhũng mạnh mẽ và quyết liệt như lúc này, với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gióng hồi chống trận chống tham nhũng. Xin được điểm lại những phát ngôn mạnh mẽ trong công cuộc chống giặc nội xâm này.